nay là em dọn quán. Hôm nay là em dọn quán. Chào chị Miko. Hôm nay là em dọn quán nhưng mà dọn quán vẫn hơn. Mà là hôm nay em dọn quán về lại nhà cũ. Đó. Các mẹ nha. Nhờ các mẹ chia sẻ dù mấy clip này. Có bao nhiêu người xem chim like thì chia sẻ dùm em cái clip này. Bởi vì sao? Dạ, vì em chuyển nhà. Em chuyển về cái nhà cũ của em. Sau khi là em đã sửa xong cái quán bún đậu rồi. Và giờ em sẽ chuyển quán về lại nhà cũ. Các chị lại chia sẻ dùm em là em đã trở lại về căn nhà đã mua được, chứ không vỡ nợ như lời đồn. Ồ má, nhiều khi khổ lắm các chị ạ. Buôn bán nó khổ lắm. Nó đồn mình vỡ nợ không? Mấy cây trong này tất cả? Trong này ở nhà mày đang có mấy cây? Lấy ta 4 cây. 4 cây để xong mà sang đốt. 4 tầng nhà bên kia, mỗi tầng để 1 cây. Sao lại chỉ nghe thì tiếng không thấy được hình? Mình đẹp sao kỳ vậy? Tao thấy mà. Cả nhà thấy em không? Chia sẻ giùm em nha. Ngày mai quán em trở lại căn nhà mộng ước. Các chị này, em chỉ cho chị nghe này. Đây là nếu như cái này bao tiền. Khi nào các chị về nhà mới hoặc là bán buôn bán đi Phong Long, mình cảm nhận là mình bị Phong Long. Mà mình buôn bán tôi đang đông mà nó vắng mắt. Là vì mấy con lý nó Phong Long. Nhà em mua cái này một lần nó một thùng luôn này. Là đốt cái này. Không biết này bao tiền thì nhà em mua một thùng. Lâu lâu quán nó vắng là mấy con đi Phong Long. Nó vô nó gọi xả uế. Hoặc là nhiều khi có mấy con đi giả vờ và làm nhân viên. Xong xả uế với ông địa ông thần tài nhà tao. Tao rành ghê lắm nha mấy con đi nhá. Cái này là các chị. Cái này là của người Hoa. Mẹ chồng em chỉ sẽ đốt cái này. Đặt lên trên bàn thờ ông địa. Hoặc đốt cái này. Để xong từng tầng. Đó. Đốt. Biết đâu đâu mà là đi bên này đi đâu, đi bên đây kia. Đi sang 4 tầng lầu. Có mấy tầng? Nếu nhớ nhà mấy tầng luôn đấy. Đó. Lấy 5 cái. Đốt. Rút. Đặt mỗi tầng một cái cho tao. Lẹ lên. Xong tắt bếp để ta không điện. Xong tắt bếp. Là khi nào á, khi nào mọi người buôn bán, khi nào mọi người mà, khi nào mà mọi người bị mắc Phong Long hoặc đang làm ăn buôn bán được mà tự dưng bị vắng, tự dưng bị cảm thấy mệt mỏi, tự dưng cảm thấy công việc của mình nó có vấn đề trục trặc. Một là trong nhà mình bị ám khí, hai bị vong, ba là bị những vấn đề không tốt về phong thủy. Cái này là có mấy chục nghìn hay sao cũng chả nhớ đâu. Cái này này, mọi người đâu, hương sông. Cái này là hương sông. Mọi người thấy không? Chúc quý khách vạn sự hanh thông. Cái này này, đó. Đó. Cử ô nhiễm và trừ tà khí. Cái này nha mọi người nha. Đó, mọi người chụp lại. Mọi người chụp lại. Khi mọi người chụp lại xong á, mọi người lên thủ một, ít nhất nhà mình một lần thủ là một thùng. Bởi vì buôn bán đéo biết mấy cái đi nhân viên á. Nhiều khi á, mẹ phòng hơn chống. Đôi khi nhân viên nó giả vờ, nó vào xin làm vài ba ngày. Nó canh me ông địa ông thần tài của tao. Cái tay nó dơ, nó sờ vào ông địa của tao. Là ông giận. Ông không cho đông khách, ông không cho buôn may bán đâu. Ta nghi lắm. Có vài chục nghìn thôi, giết nhầm không bỏ sót. Mẹ tao phải liên hệ cái bọn sản xuất tài được, tài trợ tao mới được. Dùng 2 năm trời.
nên là mình xông. Hoặc là khi mình về, hoặc là khi mình về nhà mới ấy, mình cũng nhập trạch, mình cũng sẽ xông cái này. Mỗi một tầng mình sẽ xông một cái, một căn nhà ít nhất là 2 chiếc. Xông để làm gì? Đó. Hộp phấn nước chỉ đánh 820.000. Nên là mọi người sẽ phải xông giống như đầu năm, cuối năm nên xông. Là tối thiểu nhất là mình sẽ phải xông cái nhà cho nó sạch sẽ. Đó. Thế là ngày mai em lại phải lết cái hàng ra quán. Em đừng ôi các anh chị ơi em về nhà cũ rồi, các anh chị ơi em về nhà cũ rồi. Khổ lắm con ạ. Khi chuyển sang đây ấy, khi chuyển sang đây khách không biết. Xong mấy con đi cạnh tranh, nó canh me mình đi vắng, nó đứng ở đầu hẻm chặn khách là mình vỡ nợ. Nên là ngày mai ta lại phải làm đi đứng đường. Lại xin chào các bạn, mình là gái đứng đường. Lại phải ra đầu hẻm đứng đường. Em bán ở nhà cũ nhé các chị, em bán ở nhà cũ nên các chị phải chia sẻ giùm em. Để em còn ở nhà. Cái này á, là lâu lâu tự dưng thấy quán buôn bán nó bị tài lộc vật kém, đun xong, đốt lên xong. Đó. Mấy má cứ xách cái lồn vào xem sau, bắt đầu chụp lại. Trông lo mà tao này mày. Cái biển của tao đâu rồi, để đến đây. Mấy con đi ăn cắp clip của tao bây giờ. Chụp lại đi mấy mẹ. Để chữ ngược. Để cái chữ ngược là để cái ngược lại cho mẹ. Đúng rồi. Đó. Cái này á, cái này em mua ở tất cả những cửa tiệm. Nếu mà ở Sài Gòn, các chị mua cái này tại quán ông Thịnh Què, cuối đường Dẹt Xin, ra Võ Văn Kiệt. Ông Thịnh Què là người em mua mấy cái đồ cúng từ rất là sớm. Đó. Nhắc gọi liền. Em là có mối nữa chị. Rồi, chúng ta phải rồi nhé. Tài hết ngày rồi đi. Nhưng mà đưa cái máy kia xem số bằng tiền vàng là tôi gọi điện đặt tối mai ra lấy thôi. Máy máy chính ấy. Đấy tự dưng giật trượt nhớ ra sáng mai 7 giờ không biết là đã kịp chưa. Đồng hồ 2 củ rưỡi. Ái Nguyên hỏi gì? Ái Nguyên hỏi gì? Đây đồng hồ 2 triệu rưỡi. Đồng hồ 2 triệu rưỡi. Đây. Đi vào đây. Bấm vào đây này. Nè. À, phần này đánh hàng ngày mà mày, trời ơi. Ê ơi, tao lại mày đây Nguyễn Thư Uyên này. Tao cũng đến lại mày Nguyễn Thị Thư Uyên. Phấn chị đánh là phấn đánh hàng ngày. Mà phấn đánh hàng ngày thì em đi đám cưới cũng được, đám ma cũng được, đám sinh nhật cũng được, đám hội nghị cũng được. Vâng, chị Lê Thị Thúy Hằng, chị đặt hàng đâu nhắn tin lại chỗ đấy. Sorry, chỉ là mấy hôm nay quán em đang di chuyển từ nhà cũ sang nhà mới. Từ nhà mới sang nhà cũ. À quên, từ nhà mới. Bây giờ mày đã báo giả nhà chưa?
mấy chục triệu một tháng đấy, đi làm đi ra tiền. Ngày mai là cúng. Sáng mai. À Nhung ơi, ngày mai đừng đi chợ cho nhân viên nhé. Chị Yến ơi. Alo, em Trang Khàn bún đậu. Em Trang bún đậu. Em đặt để sáng mai cho tài xế qua lấy hàng. Em một đồ ông điện thần tài kèm tiền vàng. À, mai em cũng về nhà mới ấy. Đúng đúng rồi, một mâm thủ công. Một à, không cần thiết đâu. Không cần. Đúng rồi. Đúng rồi, và ông địa ông thần tài. Cho một bộ vong. Có chứ, có ông táo luôn chứ. Một bộ ông táo. Bộ ông táo không cần một bộ lớn, một bộ nhỏ. Bởi vì sắp sửa 2-3 Tết em cũng lớn. Bảy giờ sáng sẽ có thằng tài xế qua lấy. Bây giờ bà tổng tiền mà nhắn giùm tôi, để mai cho thằng tài xế nó biết cầm tiền sang. Muộn nhất là 8:15. Vì 8 giờ đã cúng rồi. Thôi 7 rưỡi lấy đi nha. Dậy sớm mua tôi cái đi. Tôi trượt trượt ra. À, cho em một bộ cúng vong. Một cái vong, một cái mâm vong đầy đủ thôi. Một cái mâm vong chung. Bởi vì có lấy một bộ con nít bé, con gái. Một cái áo dài trắng cho vong nữ. Áo kiểu trắng phải là màu trắng. Nhà em không phải vong nữ. Yes, cô gái chính nữ nhà tôi đấy. Và một bộ cho một ông già. Và một bé trai 9 tuổi. Đúng rồi, chung một mâm cho em. Đại loại chốt lại 3 mâm. Một mâm thủ công. 4 mâm. Đúng rồi. Đèn cầy lấy cho em 3 cặp nhỏ, 4 cặp đi. 4 cặp đèn cầy nhỏ. Đúng rồi, màu đỏ hết. 7 giờ rưỡi sáng tài xế đến lấy nha. Tổng tiền nhắn luôn dùm tôi vào đây đi. Tôi biết tôi cắt tiền thôi. Nhà tôi mai tôi vỡ nợ đó. Nha, nhắn dùm em có mai. Bởi vì nhiều việc buổi sáng nha. Phần nước 820.000. Đây là cái nhà cũ 102/20. Và em sang cái nhà mới. Là em về đó cho mẹ vỡ nợ nhá. Mẹ chúng nó đồn em vỡ nợ. Vỡ nợ mẹ rồi này. Chúng mày làm cái gì? Chúng mày bật đèn ngoài đây để chúng mày làm cái gì? Chúng mày có thể hạ bớt đèn cả trên ban công không? Trên đấy chưa có ai ngồi đâu. Đèn này. Cái gì không biết. Đó. Đó. Xong. Xong. Đó. Quét dọn cho em sạch đi cho tao. Xong đây. Đó. Mình sẽ xong các tầng. Sẽ xong các tầng. Đó. Quán mới nhà em đó các chị. Mày bấm tắt cái đèn ngoài cửa đi, tốn điện. Mày hỏi anh này này, mày dò mày này. Nào, bật lên nào, nó sẽ là cái đèn nào. Tắt cho ta xem nào, tắt thôi mà. Rồi, bật một cái trong nhà. Không. Đúng rồi, xong rồi, thế thôi. Chúng mày cần ít đèn thôi. Đó. Đây là căn nhà của em. Em đã mua rồi, không có vỡ nợ nha các chị. Em không vỡ nợ nha mấy chị.
bố sư cha chúng nó đồn em vỡ nợ. Mấy ngày này vơi vất vả một tí, chúng mày bê cho giảm cân đi. Nhân viên nhà em chúng nó lành không mà toàn ít nói, đéo hiểu sao thì mẹ con chủ nói nhiều. Nhân viên con nào thằng nào ít nói đéo hiểu được cái vong vía câu hiểu sao ấy. Tuyển nhân viên mà tuyển nói nhiều mà chúng ít nói sao ta. Đó. Xong quét dọn. Đây là bếp. Đó. Ồ. Rồi. Thôi chết tôi rồi. Nó đã cẩu. Đấy. Rửa rau, rửa thịt, rửa bếp. Thấy không? Bồn inox đặt rất rõ ràng. Đó. Đó. Bồn rửa ngoài luôn này. Đó. Đó. Bồn hút này. Đó. Ông đi ông thần tài đó. Ông thần tài. Đó. Đó. Chúng nó đã cúng ông đi ông thần tài rồi đây này. Cả nhà biết sao không? Nói thật với cả nhà ấy, mình cũng là hạnh phúc lắm. Bởi vì là mình buôn bán vào Sài Gòn ấy, mua được căn nhà ở Sài Gòn nó là một vấn đề rất là khó khăn. Nên là mong cả nhà chia sẻ live stream dùm mình. Tại vì là bản thân mình á, là mình buôn bán, mình cũng vất vả, chăm năng nhặt chặt bị, mình có cơm hơi này. Đó, buôn bán nhà mình. Nhà mình đó là mình, mọi người thấy không? Mình làm inox này mọi người. Đây là những cái kệ để đồ ăn. Inox nhà mình là inox là phải 304. Inox dày dặn để ra đồ ăn. Đó, tất cả đêm nay là cả nhân viên, cả quán nhà mình sẽ nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi. Tất cả nhân viên sẽ phải làm việc rất là cao độ. Cường độ làm việc rất là cao. Bởi mọi người biết sao không? Đấy, camera này đó. Đó, mọi người thấy không? Đó. Bếp sẽ rất là nóng, sẽ không còn nóng nữa nha cả nhà. À, mình đã lắp hết cửa kính. Bởi vì thực tế là mình đã lắp điều hòa luôn. Thực tế là mình lắp cả quạt, cả điều hòa. Vì buôn bán á, nó cũng rất chi là vất vả. Đó, bật lên cho cả nhà dòm cái thành quả của em. Đó. Buôn bán á, được cái là em cũng vất vả. Nhà em cũng chật ở đấy, bật quạt cũng kịp mèo. Để biết sao tóc thì ta chưa điều không á. Thế nào ta? Đó. Đó, sửa lại ngày xưa cái cầu thang nó giữa nhà. Xong là, à, mình sẽ cho mọi người cái số điện thoại của cái anh Phương, là người sửa nhà cho mình. Mình rất hài lòng. Mình rất hài lòng là anh ấy sửa cho mình cái nhà. Đéo biết tắt đâu lên em ạ. Đéo phải. Đó, mọi người thấy không? Mọi người ấy muốn liên hệ sửa nhà và làm lại cho sạch đẹp, giá cả phải chăng. Đây, mình cho mọi người số. Mọi người comment số anh Phương dùm. Anh này á là cái người làm việc rất có tâm. Anh ấy sửa cả cái nhà Hướng Động cho mình. Anh ấy sửa cả cái nhà bên Lơ Trang Long cho mình. Giá rất là mềm. Vấn đề là người ta tư vấn cho mình rất là kỹ. Vấn đề là anh Phương xây dựng. Số điện thoại của anh Phương 0907 878 115. 0907 878 115. Đó, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người ấy, là anh ấy là cái người mà sửa nhà cho mình rất là nhanh. Rất là nhanh đấy. Cái thời gian sửa rất là nhanh, giá cả rất phải chăng. Thực tế là ở quận 1 để chi trả những cái vật liệu xây dựng, để chuyên chở vật liệu xây dựng ra khỏi trung tâm và đập cả cái nhà đi làm lại nó rất là vất vả. Và làm hệ thống ống, cống, rãnh, điều hòa máy lạnh cho mình. Đó. Số anh Phương nhé, cả nhà chia sẻ live stream này. Nói chung cái này là mình giúp đỡ nhau. Đó, mình sẽ giới thiệu anh Phương này. Anh Phương xây dựng này. Cái này á, là bản thân là mình. Số điện thoại anh Phương là 0907 878 115. Cái này là mình trả tiền nhé, không được bớt xén cái gì cả.
nhưng mà người ta làm cho mình bằng một cái tâm. Nên là mình tâm sự với các bạn là người ta làm cho mình bằng một cái tâm thì mình thấy là người ta dễ thương. Trong cuộc sống thì cũng như các bạn đi ăn một đồng, các bạn cũng ủng hộ mình, cũng chia sẻ cái livestream này cho mình để khách hàng biết là quán mình được chuyển sang đây, mình trở về nhà cũ. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là khi mà người ta giúp đỡ mình, dù ít dù nhiều, dù như thế nào đi chăng nữa, vẫn là những một cái tình cảm mà mọi người dành cho mình, thương mình. Có những người không ăn, không có, có những người ấy là không ở phương xa, không có ăn bún đậu nhà mình nhưng vẫn chia sẻ livestream cho mình. Thì đến khi mình cũng được giúp đỡ trong cái câu chuyện xây cái nhà này, sửa cái nhà này, giá cả phải chăng, mọi người thấy không, ốp gạch men, ốp gạch tường rất là sạch sẽ đó, mình cũng rất là vui, mình cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là mình cũng có được những cái mối quan hệ mà để giới thiệu được cái người mà sửa sang cho mình đó, mọi người thấy không đó, ở tầng trên đây cả nhà đó, bàn ghế nhà mình cũng đóng lại mới nha các bạn đó. Đây là sông đó, sông, và khách hàng sẽ ngồi ăn uống trên này đó, mọi người nha, chia sẻ livestream cùng mình đó, sẽ rất là thoáng. Những đôi tình nhân sẽ phải ngồi đây đó. Đáng lẽ ra cái bàn này phải làm bằng inox, tự dưng lại làm bằng gỗ, bà Nhung mà lại chọn gỗ đây mà. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thương mình không? Mọi người cưng mình không? Mọi người biết sao không? Ngày xưa ấy, mua cái nhà này xong cũng vất vả lắm, cũng nợ ngân hàng, cũng cố gắng cày để trả nợ. Nói chung là mua được căn nhà này cũng rất là khó khăn, bởi vì là thực tế mọi người biết sao không? Ở quận 1 ý, mọi người xem toilet này đó, toilet này, anh ấy cũng thiết kế cái bồn nhỏ nhắn này, mọi người thấy không? Đó, cũng hai phòng đó, đó, toilet cũng sạch sẽ lắm cả nhà, xin lỗi cả nhà là rất nhiều năm đó, mọi người thấy không? Cũng hai bên đó, rồi vòi rửa chân đó. Mọi người biết sao không? Mấy năm trời nhà mình không có sạch sẽ được, không phải mình tiết kiệm, cũng không phải là mình là người lười nhác để làm đẹp, làm sạch, mà chỉ là trong cuộc sống á, không phải là lúc nào, không phải là lúc nào mình cũng có thể có được một cái mặt bằng để mình xây sửa. Một tháng cái doanh thu quán mình phải nuôi sống cả gia đình mình nữa. Nên là thực tế là khi mình được mình mua được cái nhà này, mình cũng mong muốn thì mình sửa sang đó. Thì đó, mình cũng nói thật với các bạn là mình cũng vất vả lắm. Đó, lên trên này nữa này. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đó. Đây là một cái phòng. Đó. Cái phòng này là của, phòng này là của em gái mình. Em gái mình ha. Em gái mình sẽ ở cái phòng này. Đó. Đây là phòng của em gái mình. Còn đây là kho. Đây là kho. Đó. Đây là kho. Đây là ban công. Bởi vì mọi người biết sao không? Kho với ban công này này là để mấy cái gọi là đồ khô. Mấy cái đồ khô. Rồi mọi người đang cái chỗ này vẫn thiết kế để ngồi được nếu quá đông. Rất là mong mọi người thương mình. Họ cũng thiết kế cái dằn vặt này. Đó. Đây, họ để thoáng, thông thoáng lắm, sạch sẽ. Đó, mọi người thấy không? Cũng là kho bãi. Đó. Để mấy cái đồ mà giống như kiểu là anh ấy thiết kế rất là thông minh nhá. Trên này có ổ điện nhá, bởi vì sẽ có những cái lúc mà mình sẽ cần cắm. Anh Phương anh ấy xây dựng rất là thông minh. Mọi người thấy những ổ điện không? Có cả ổ điện cao, ổ điện thấp, đầy đủ. Đó. Cả nhà chia sẻ livestream giúp mình, giúp cho chị em mình có thể sống vững ở Sài Gòn. Thật là sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái cơ ngơi này, ngôi nhà này, cơ ngơi này và ngôi nhà này có được như hôm nay cũng là do mọi người thương Trang, thương chị em Trang. Đó, sao trên này không ốp đốt không nồi?
cái chỗ này xong ốp nút lại để tường không, đáng nhẽ phải xây nốt cái này chứ. Đó, mình cũng xong. Đây, tất cả cửa, tất cả cửa đều rất là thoáng. Bây giờ mở ra như thế này, mọi người thấy không? Mở ra. Khi mở ra như thế này thì nhà rất là sáng. Đó. Khi mà nhà được thiết kế lại thì anh Phương ấy rất là thông minh. Mở tất cả ra để nhà rất là sáng và thoáng như cả nhà. Thì mọi người biết sao? Đó. Đẩy mở tất cả các cửa sổ. Mở tất cả các cửa sổ thì sẽ sáng và thoáng. Đó, đây. Nhà vệ sinh phòng tắm của nhân viên. Đó, chỗ này nhà vệ sinh phòng tắm nhân viên. Sau này nhân viên ở đây. Còn đây là bãi kho. Bãi kho bà nội Dung đây. Nuôi chó. À, để cho nhân viên tắm rửa mặt. Đó. Mọi người thấy không? Đó, đây. Kho bãi. Nói chung là mình cũng khá may mắn đấy. Mình cũng khá may mắn trong cái công chuyện mà buôn bán kinh doanh. Nên là ngày hôm nay là một cái điều rất là vui với Trang và gia đình Trang. Là mình đã có thể trụ được cái Sài Gòn này bằng cái sự nỗ lực của mình, bằng cái sự chăm chỉ của mình. Chứ thực tế mà nói là ở Sài Gòn ấy, ai cũng nói là kiếm tiền dễ. Nhưng thực tế nó rất là vất vả. Để kiếm được tiền không hề dễ. Là thực sự vất vả. Đó. Thì mình cũng nói mọi người là quán xá thì mình cũng ổn định mà một tay em gái mình làm. Một tay em gái mình nó lo liệu. Mà nó lại ở phòng bé tí. Nó chỉ thích ở phòng bé tí thôi, kỳ cục vậy. Con này nó hơi kỳ ấy nha. Đó, mọi người thấy không? Khi mà thiết kế nhà, đó. Mở cửa. Đó. Rất là thoáng. Mọi người thấy không? Đó. Đây là nhà người ta. Đây là nhà người ta. Chúng mày dọn dẹp sạch sẽ chưa? Cảm ơn Phước. Đấy, Panasonic điều hòa đàng hoàng nghe đừng đùa. Ổ má nữa. Sửa lại cái nhà rộng rãi lắm luôn. Nó không còn bị bẩn như ngày xưa nữa. Ngày xưa thực sự là mọi người chê trách nhiều. Trang cũng buồn lắm. Tắt thế này đéo đâu nhỉ bác nhỉ. Ngày xưa mọi người chê trách nhiều mình cũng rất là buồn. Ngày xưa mọi người chê trách ít mình cũng buồn lắm cả nhà. Cái này tắt đâu nhỉ? Tiết kiệm từng đồng. Tiết kiệm từng đồng đây này. Làm hết bằng tường gạch đá rồi. Sạch sẽ lắm cả nhà. Ưng lắm. Mọi người biết sao không? Cuộc sống mà. Mình cứ phải cố gắng từng ngày. Sao làm cái gì đèn trên này nhỉ? Đèn gì nhỉ? Bị tắt rồi sao nó lại bật? Thì mẹ thằng nhân viên bố láo bố tết này lập một trận bây giờ. Đấy. Mình chủ cả mình tiết kiệm lắm. Mình thấy ánh sáng lấp lánh. Đó đổ má. Nó vừa lên đi đái. Nó không tắt đèn. Oh man. Mình tiết kiệm lắm. Con Nam mua gì Phật nhé. Xin lạnh tất cả những người khuất mặt khuất mày trong cái căn nhà bóng đông này. Đã luôn thương yêu Trang. Luôn thương chị em Trang và gia đình Trang. Cho Trang có một cuộc sống như hôm nay. Phù hộ độ trì cho bốn đầu của Trang buôn may bán đất. Để Trang mua được căn nhà này. Rồi sửa sang căn nhà này. Để ổn định cuộc sống. Thực tế mà phải có một cái cơ ngơi làm ăn sạch sẽ. Thì mới có thể giữ được khách. Quán ngon mà không sạch. Thì cũng không thể nào giữ được khách. Tuy nhiên là suốt bao nhiêu năm qua. Khách hàng của bên Trang thì cũng rất là thương Trang ở điểm là luôn luôn góp ý, luôn luôn chấp nhận thiệt thòi. Nhiều khi đi sàn nhà trơn, dơ, ngã cũng chịu. Chỉ nói là chị Trang ơi, sàn nhà trơn quá, em ngã dập bít. Ok em, để chị sửa lại cái nhà, ok em. Không biết bao nhiêu là khách bị dập đít rồi. Vì cái, biết sao ngày xưa cái quán cũ ấy, là cái cầu thang nó rất là cao.
cầu thang rất là cao, khách đi rất là mỏi chân, nhất là các bà bầu. Đến ngày hôm nay thì cầu thang đã được sửa lại, rất là ngon lành cành đào. Bàn ghế mình đã đóng lại, ngồi dễ chịu hơn. Đó. Ok anh, anh ra khỏi nhà em mà anh không tắt đèn. Anh thật là lãng phí quá đi à. Đấy là cái người chủ ấy, tiết kiệm từng đồng. Mày thấy không, không có tắt đèn của tao đi, chúng mày cũng có một nơi chúng mày không tắt đèn. Mày thấy tao lắp bao nhiêu cái đèn, chúng mày phải tắt bớt đi. Cho được đấy, cho mày tắt bớt cái đầu cầu thang đi. Tốn điện thì mẹ cứ một ngày mà chúng mày bật điện 1.000 nơi. Tắt bớt đi, mẹ mày giàu làm sao được, chỉ vì chúng mày thế đấy. Đúng không? Chúng mày nhân viên nay quét cho tao chỗ này đi để tao bắt đầu bê bàn thờ sang nào. Thì mà chúng nó phải bật nhiều thế này. Cả nhà thấy không? Chụp bức hình sống ảo trên mạng xã hội kia nào. Cả nhà nhớ sờ tay túp của chế nhé. Mình sẽ ghép bức hình này với bức hình cách đây 9 năm khi mà mình bắt đầu thuê được cái nhà này. 9 năm trước thuê cái nhà này nó còn không có cái cầu thang này cơ, nghèo lắm. Cảm ơn Nguyên An. À ngày mai bán chỗ mới nhé chị Thảo Nguyễn. À quán 4-5 tầng. Ngày xưa ấy, nè đi kia. Đúng rồi, tùy duyên. À, đúng là không ai là không muốn để cho mình làm được sạch sẽ cái gì á. Không ai là không muốn cả. Chúng mày phải cắt cử người, chúng mày để đống đồ ở đây. Cắt cử người trông nom. À, phải làm cái biển. Phải làm cái biển lại, bún đông cô khàn lại vào đây. Cái gì? Nhưng đang kêu hỏi. Từ từ mày phải in. Đi đâu vậy? Kéo cái cửa lại. Kéo cửa gọn vào. Thank you so much cả nhà. Ngày mai ghé ăn bún nha. Nó dọn con mẹ cái bàn của mình luôn rồi. Nào. Sao chúng mày làm gì tối u mông biểu tao vậy? Sang bên kia, cắt cử một đứa sang bên kia. Con Thắm đâu? Lau chùi cái chỗ mà chân cầu thang thì tao dinh ông địa sang nào. Thế tao cũng sẽ đá tao đây. Thế tao cũng sẽ đá tao. Tay như tay lùn. Lùn là cái gì? Lùn là cái tay nó. Nhà này thấy cái lồn một cái là xỉu hết.